Thì hiện tại là mình đang đứng tại một địa điểm rất là nổi tiếng ở tại Mỹ luôn. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình tới review gương mặt của bốn vị tổng thống trên ngọn núi. Bốn cái tượng này nhìn nó rất là nhỏ, ba mẹ chụp lên rất là to. Bây giờ là mình sẽ miêu tả về các vị tổng thống trên này, tại sao họ được khắc lên trên này. Ông Washington là ổng tượng trưng cho ông thứ hai, đại diện cho gọi là dân chủ. Tiếp theo ông thứ ba thì ổng đại diện cho ông thứ tư, là ông rất là nổi tiếng. Rồi tôi bóp video lên là kho bút tốt nghiệp, rồi bóp hình để nhận bằng. Mấy ông không tin, mấy kêu kho ăn chơi không mà họ nhận bằng tốt nghiệp gì. Chứ khi nào bóp sao kê lên thì mấy ông tin. Bây giờ đang có cái chen gọi là chen sao kê, sao phải bóp sao kê lên mấy ông mới tin. Academic và Total International Language Campus. Giờ cho mấy ông xem thử là trong này nó có cái gì. Ok các bạn, thì hôm nay sẽ là một cái video khá là đặc biệt, là mình sẽ làm một chuyến hành trình gọi là xuyên Mỹ luôn các bạn. Nó là đi từ bên Cali, bờ Tây của nước Mỹ, đi qua tới bờ Đông của nước Mỹ luôn, là đi qua tới New York. Thì đây là gọi là cái hành trình gọi là dài nhất trong cuộc đời mình, đi xuyên Việt, xuyên Mỹ này nọ luôn. Thì đây là chuyến hành trình dài nhất nha các bạn. Nó kéo dài tới 3.000 mai, thì tương đương với tầm là 5.000 km, và tương đương như bạn đi từ Cà Mau lên tới Sa Pa, xong đó bạn quần ngược về lại tới Sài Gòn các bạn. Chuyến hành trình này rất là dài. Lúc đầu là mình tính là sẽ bay qua bên Mỹ, bay qua bên New York cho bạn, bay qua New York nhớ. Nhưng mà mấy bạn kêu là Minh để Minh lại buồn quá, Minh lại theo anh coi. Giờ phải cho thằng Minh nó đi theo đó. Minh là thằng đang cầm camera, các bạn, nó sẽ đi theo mình qua đó, và sau đó mình sẽ mua vé cho Minh khứ hồi về lại Cali, coi như đây là chuyến hành trình cuối cùng cho Minh, nó có một cái kỷ niệm đẹp của nó thời tuổi trẻ đó. Thì chỗ mình đang đứng là chỗ nhà của Minh rồi, thì Minh nó đã từ biệt mẹ nó đi rồi, nó có nhà, nó có thằng trai cưng à. Đây phải từ biệt các bạn. Thì đồ đạc trong này mình đi, thì đây là chuyến hành trình gọi là đi, gọi là một đi không trở lại. Nên trong xe của mình thì khỏi nói luôn các bạn. Đây cho bạn nhìn nè, mình đã đem hết chăn ga gối nệm đồ đạc trong này là full từ trên xuống dưới luôn. Đi còn hơn là xuyên Việt nữa. Bạn biết ở Mỹ nó to mà, xuyên Việt còn hơn xuyên Mỹ nữa. Xong cốp sâu thì bạn nhìn nè, khỏi nói luôn, full tất cả mọi hướng. Thì chuyến hành trình này đi tới New York thì kéo dài đâu đó khoảng tầm một tuần nó mới đi tới đó được. Thì hai đứa đi mệt thì nghỉ, đúng không mình? Chứ không có ráng, nhưng mình ăn tích kịch lần này là đi xuyên Việt lần này á, là nói trước cho mình luôn là sao mình chạy mà ăn tích kịch là tự đóng nha mình. Mệt nó là phải nghỉ chứ không phải là chạy ráng mà đạp. Bữa trước là đóng tích kịch là để cho chú gọi là một bài học. Bây giờ là phải đi xa, là phải an toàn là chính các bạn. Chứ mệt mà chạy gọi là chạy ráng là thấy mẹ luôn. Thì mình sẽ nói chung là qua từng bang mà cảm thấy mệt á thì mình sẽ dừng lại nghỉ, rồi mình tham quan, mình review cho bạn coi luôn chuyến hành trình xuyên Mỹ luôn. Thì bạn nhớ theo dõi budget đâu đó khoảng tầm 2.500 đô nha các bạn. Tại vì sao không? Tại cái xe này nếu mà mình đi vé máy bay xong mình chuyển cái xe này đi qua New York thì từ bờ Tây qua bờ Đông á, là nó kéo bằng container qua thì tầm 2.500 đô, khoảng 60 triệu. Thì thấy 60 triệu đó thôi, hai anh em cầm 60 triệu đó đi xuyên Mỹ mẹ luôn. Nó sướng. Thì hôm nay sẽ là chuyến hành trình đầu tiên mình sẽ chạy tới cái núi Rushmore. Đây là một trong những cái núi gọi là nổi tiếng nhất ở tại Mỹ, có một bốn hình ông tổng thống đó bạn. Thì địa điểm này là mình sẽ đi tới ghé đầu tiên trong chuyến hành trình này. Thì chân mình thử núi Rushmore trên mạng và núi Rushmore ở ngoài thực tế nó khác gì nhau. Ok, thì hành trình nó kéo dài khoảng 20 tiếng nữa tới núi Rushmore các bạn. Ok, let's go. Bà mẹ nó xe gì mà giống như là nó xe chở hàng các bạn. Má nó phun từ đầu đến cuối luôn, kinh khủng. Lên đường. I'm in love.
Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng tại một địa điểm rất là nổi tiếng ở tại Mỹ luôn. Thì chỗ này gọi là Mount Rushmore National Memory. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình tới review gương mặt của 4 vị tổng thống trên ngọn núi Rushmore rất là nổi tiếng ở tại Mỹ này. À, thì đây là cổng vào. Thì xung quanh này là bạn sẽ giữ xe chỗ này, nó có những cái hầm giữ xe chỗ này rất là hoành tráng các bạn. Đây là một vòng xung quanh cái chỗ đi vô cái chỗ ngọn núi Rushmore này. Thì vô đây, sẽ vô chỗ này là nó dựng lên những cái cột đá rất là to để mình đi vô nè. Vô cho bạn coi thử là nó là như thế nào, mình sẽ nói tiếp. À, đó, thấy chưa? Mount Rushmore National Memorial. À, vô đây các bạn. Cắm bay flycam mà nè. Vô đây. Bên này có chỗ một cái bên trái là quầy thông tin của bạn. Và bên phía bên phải mình ở nhà vệ sinh. Ok, chúng ta vô nhà vệ sinh. Ok các bạn, sau khi đi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ lấy một cái tờ bản đồ của núi Rushmore ngay cái tại quầy thông tin information trên của store này các bạn. Thì bạn nhìn thấy cái thông tin của này, mình sẽ nói sơ một chút về cái núi Rushmore này cho bạn biết. Thì thật sự là mình với Ngô Minh là chạy hôm nay là tới gọi là ngày thứ hai, chạy 2 ngày mới tới ngay tại cái núi Rushmore từ địa điểm nhà của mình ở tại Los Angeles, chạy tới đây là tiểu bang gọi là Dakota. Gọi là South Dakota nha các bạn, đây là một cái tiểu bang gọi là khỉ hò cò gáy các bạn. Giống như ở Việt Nam mình sẽ có những cái tỉnh gọi là nó gọi là chó đá gà ăn sỏi rất là nghèo, thì ở đây là một trong những cái bang gọi là nghèo nhất của nước Mỹ. Thì bang Dakota này thì mục đích xây dựng cái núi Rushmore này là gì bạn? Để thu hút du lịch. Tại vì cái bang này không có gì để làm du lịch hết, không có gì để phát triển kinh tế, nên họ phải xây cái núi Rushmore này làm du lịch các bạn. Thì đó là lý do tại sao mình chạy tới 2 ngày trời, phải ngủ ở khách sạn xong rồi chạy qua đây. Nghĩa là chạy hơn 20 tiếng đồng hồ để tới đây review cho bạn coi nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đây là vẫn là trên cái con đường để đi qua bên New York. Thì mình nói qua sơ qua hành trình đó là như vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gọi là miêu tả cho bạn cái núi Rushmore này. Các bạn rất là nhiều bạn gọi là American Dream đúng không? Các bạn biết rất tới nước Mỹ rất là nhiều. Các bạn biết tới tượng nữ thần tự do nè, biết tới Nhà Trắng nè. Thì cái đặc biệt là cái núi Rushmore 40 tổng thống này thì rất là nhiều bạn đã biết. Nhưng mà thật sự là các bạn có biết nhiều thông tin về cái núi này hay không? Thì hôm nay thông qua gọi là cái video này mình sẽ gọi là giải thích, miêu tả cho các bạn biết những thứ hay ho mà các bạn chưa bao giờ biết về cái biểu tượng gọi là biểu tượng của mọi biểu tượng của nước Mỹ. Nghĩa là khi nhắc tới nước Mỹ thì bạn phải nhắc tới cái núi Rushmore này các bạn. Đó, nghĩa là biểu tượng của mọi biểu tượng nha các bạn. Và cái này chúng ta sẽ đào sâu, phải nói về trong hiểu được cái vị tổng thống này là ai, lịch sử ra đời thế nào là thế nào thì mới đi tìm sâu được. Thật sự là mình nói một điều là lần tiên bạn nhận thấy đó là khi bạn tới chỗ này, bốn cái tượng này nhìn nó rất là nhỏ các bạn ạ. Ba mẹ chụp lên rất là to, nó miêu tả là cái tượng này là nó cao tới 18 mét và bạn đứng xa tới 100 km bạn nhìn thấy cái tượng này. Nhưng thật sự là mình đứng từ chỗ này tới chỗ đó nó kéo dài đâu đó khoảng tầm 300 mét, mà thật sự là nó rất là nhỏ nha các bạn. Mình miêu tả cho biết là nó rất là nhỏ so với tưởng tượng, là so với khi mà nó chụp lên như gì rất là to, nhưng mà nó rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi sâu vô một chút nữa, mình sẽ miêu tả về bốn vị tổng thống này cho bạn biết là ai như thế nào. Đi theo chân mình. Chúng ta sẽ đi vô thêm một cái cửa nữa. Thì chỗ này nó tổng cộng là có tới là ba cái cửa để bạn vô được cái ngọn núi trong này nha các bạn. Thì trong này người ta gọi là Black Hill National. Thì nghĩa là cái ngọn đồi đen, Black Hill là ngọn đồi đen nha các bạn. Thì chúng ta sẽ vô cái cổng này nữa nè. Đó. Vô đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một cái tượng vô đây, vô cái cổng này. À, thì nhìn bên trái là chúng ta sẽ có một cái bức tượng, đây là kỹ sư trưởng thiết kế chính nha các bạn, ổng tên là Bodrum nè, cùng với con ổng là Lincoln Bodrum, ổng là Gus John. Ông này là ông xây ra thiết kế là cái núi Rushmore từ năm 1927, xây cái Rushmore này từ năm 1927 đến năm 1941. Đó. Nhìn bên tay trái của mình bên này. Chúng ta sẽ thấy một cái gọi là đây. Là những người công nhân đã lên xây cái Rushmore này từ năm 1927 đến 1941. Tên những người công nhân ở tại đó. Trước khi bạn vô bạn thăm cái núi Rushmore là bạn nhìn thấy những cái miêu tả về cái công trình này. Các bạn thấy không?
nó sẽ có một cái trung tâm để visit Lincoln Boss Room. Đây là con của ông kỹ sư trưởng thiết kế đây. Ok, chúng ta sẽ quán này. Đó, nhìn qua bên phía bên tay trái này, chúng ta chỗ này là mua quà lưu niệm, còn bên này là bán kem. Mới review kỹ kỹ giúp ông coi có gì vậy. À, thì có bán kem nước chanh. À, mẹ em có khẩu trang sao vô ta? Mình khẩu trang của mình. Hai thằng cái này khẩu trang hết sao vô? Ok, bữa nào có khẩu trang hết chúng ta về tới đuối này giới thiệu cái đây. Oh, chỗ này đẹp à, hai bên là treo cờ, treo đồ các quốc gia đó thăm hay sao á. Đã nhìn những cái cờ chỗ này đúng không? Chỗ này nó có nha các bạn. Tiểu bang Alaska là tiểu bang thứ 49 của nước Mỹ. Các bạn thấy không? Năm 1959 là tiểu bang Alaska nhập vô của 49. Đây là tiểu bang Alabama năm 1819. Đây là tiểu bang thứ 22 của nước Mỹ. Đó. Thì bạn thấy chỗ này nó sẽ ghi là các tiểu bang gia nhập vô thì lúc mà thành lập nước Mỹ thì có tổng cộng là 13 tiểu bang đầu tiên, nhưng mà hiện tại là nước Mỹ có 50 tiểu bang. Đây là những tiểu bang gọi là đầu tiên của nước Mỹ. Đây, mình lại gần gần cho bạn coi nè. Massachusetts, đây là tiểu bang thứ 6 của nước Mỹ từ năm 1788. Đây là tiểu bang gọi là Maryland, đây là tiểu bang thứ 7 từ năm 1888. Thì tổng thể cái bức tượng, 4 bức tượng nó là cao 18m. Thì kinh phí để xây hết cái núi Rushmore này là $1,000,000 nha các bạn. Thì thời năm 1927 đến 1941 thì thời đó xây là $1,000,000. Hồi bữa mình review cho bạn coi cái nhà tù rất là nổi tiếng của Alcatraz ở tại gọi là San Francisco. Đây là một cái gọi là cái nhà tù gọi là nghiêm ngặt bậc nhất nước Mỹ thời bấy giờ, xây năm 1932. Thì họ xây một cái bộ song sắt là hết trị giá là $200,000, có nghĩa là bằng kinh phí xây nguyên cái nhà tù Alcatraz luôn. Thì cái núi Rushmore này á, để xây đục cái núi Rushmore không là để tốn $1,000,000 cùng thời, có nghĩa là nó xây được 5 cái nhà tù Alcatraz. Là bạn biết là cái công trình này nó tiêu tốn tiền cỡ nào luôn các bạn. Ừ, thì mình nói cho bạn biết luôn, đáng lý là cái bức tượng nó sẽ thay luôn cái phần ở dưới luôn, nghĩa là thay được tới thắt lưng luôn các bạn. Thì bức tượng nó xây tới bức lưng luôn, nhưng mà thì xây tới cái đầu không thì nó để hết tiền, nó hết tiền rồi nên nó sẽ xây được cái đầu không à. Đây, tới chỗ này là rất là sát cái núi Rushmore này, tới thêm xíu nữa các bạn. Đây, đây các bạn, xuống này có cái khán đài để ngồi. Bạn sẽ ngồi với mấy ghế này, khán đài chỗ này, xong bạn sẽ nhìn lên trên cái núi trên đó. Nó cách chỗ này là có một cái khán đài này xuống đây, mình bạn nhìn nè. Thấy không? Qua dưới này nè mình, bạn thấy nè. Dưới này có ghế rồi ngồi. Để người ta ngồi dưới bên này, bạn nhìn nè. À, đây người ta ngồi dưới đây, xong rồi một khán đài dưới đây. Khung cảnh này là cây lá kim. Thì cái đường xà tà tà lên núi trên này là nhìn lên trên bốn mâm trên này. Thì nhìn nó khá là nhỏ nha. Nó không có to hùng vĩ giống như trên hình bạn chụp đâu. Đó. Này. Còn đây là khung quang các bạn sẽ đứng ngắm trên một cái khán đài như gì. Thì cái chỗ từ cái chỗ mình đứng đang đứng ngắm này nè, để tới chỗ đó thì nó kéo nó khoảng tầm theo mình nó tính nó cỡ tầm 200m. Cỡ 200m là để đi từ đây lên trên đó. Ủa có cái đường này leo nó không mình? Có đi bộ là hai cây thấy người ta hai cây. À. Là nghĩa là có vẫn có đường đi bộ để leo trên đỉnh núi trên đó luôn. Đây. Là bốn vị tổng thống, bạn nhìn kỹ nè, đó dưới đây nhìn lên là thấy không, Washington là bên từ trái qua hàng Washington, à, Jefferson chứ bạn, ông thứ ba nè là ông tên là Roosevelt của từ Abraham Lincoln các bạn thấy không. Bây giờ đó là mình sẽ miêu tả về các vị tổng thống trên này, tại sao họ được khắc lên trên này, và thứ tự mình sẽ gọi là nói lại cho bạn biết là thứ tự là từ trái qua phải,
Ok không các bạn, thì bạn tập trung nha. Hôm nay là mình sẽ nói về vấn đề gọi là lịch sử văn hóa của nước Mỹ rất là nhiều cho nhiều bạn nghe. Thì bao giờ mình đi bên bờ Tây của nước Mỹ là mình chỉ nói sơ cho bạn biết gọi là về văn hóa ăn chơi đầy nọ bên bờ Tây thôi, mình chưa có nói về gọi là văn hóa lịch sử của tại nước Mỹ đó. Thì hôm nay trên chuyến hành trình mình đi qua gọi là bờ đông của nước Mỹ thì mình mới có nhiều vấn đề lịch sử để mình nói cho các bạn biết. Thì hôm nay là các bạn nào mà chuẩn bị đi qua nước Mỹ du lịch, hoặc là các bạn nào chuẩn bị mà đi thi quốc tịch Mỹ rồi, hay có mấy vấn đề gọi là thi lịch sử nước Mỹ, thì nhớ coi video này, mình sẽ nói cho bạn nghe rất là hay ho hấp dẫn về các bức tượng này đó. Thì tại sao lại bốn ông tổng thống này lại được khắc lên trên gọi là bốn bức tượng này các bạn? Mình đi xéo xéo qua đây xíu nè các bạn. Thì tại sao bốn ông này lại khắc trên bức tượng này mà tại không phải là những ông khác? Thì bạn biết hiện tại là tổng thống Mỹ thì bạn biết là tới hơn bốn mấy ông lận. Thì chỉ có bốn ông được bích ra để xây trên này. Thì bạn nhìn thấy nha, ông Washington đó là ổng tượng trưng cho là gì các bạn? Gọi là độc lập. Thì ngày xưa nước Mỹ là bị đô hộ bởi gọi là thực dân Anh. Thì sau đó Washington gọi là làm gọi là giải phóng gọi là những bang thuộc địa ở Bắc Mỹ, thì lập ra nước Mỹ thì gọi là biểu tượng cho gọi là độc lập. Ông thứ hai là đại diện cho gì các bạn? Ông thứ hai gọi là cho bạn coi trong tên này luôn nè. Nhiều khi mình đọc tiếng Anh không chuẩn, nhiều khi bạn không nhớ, tên là Thomas Jefferson. Đó, thì ông thứ hai này là ông đại diện cho gọi là dân chủ. Thì tại sao đại diện cho dân chủ thì từ từ mình nói tiếp. Tiếp theo ông thứ ba là ông có tên là đây, gọi là Theodore Roosevelt. Đó, ông tên là Theodore Roosevelt. Bạn nên nhớ này, nước Mỹ có hai ông Roosevelt. Thì ông này là ông Theodore. Thì tiếp tục mình sẽ nói cho bạn biết là về ông lịch sử này ở phần sau. Thì ông đại diện cho gọi là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của nước Mỹ. Thì bạn biết rồi đó, đại vệ như thế nào mình sẽ nói tiếp tục. Ông thứ tư là ông rất là nổi tiếng rồi, Abraham Lincoln. À, ông rất là nổi tiếng như thế nào? Chúng ta nói theo thứ tự từ trái qua phải là ông đại diện cho gọi là gì các bạn? Tự do. Ông là đại diện cho tự do. Thì mình sẽ tiếp tục nói theo thứ tự. Bây giờ quay lại ông Washington. Thì ông Washington là gọi là thành lập ra nước Mỹ, gọi là vị tổng thống đầu tiên là cha già dân tộc của nước Mỹ. À, thì là người cũng là ban hành hiến pháp đầu tiên của nước Mỹ luôn, từ năm 1787 là hiến pháp của nước Mỹ ra đời. Đúng không các bạn? Hiến pháp nước Mỹ ra đời. Thì khi mà hiến pháp nước Mỹ ra đời năm 1787 á, là có tới 7 tu chính án. Trong đó có 7 tu chính án đúng không bạn? Thì bạn biết là hiến pháp là gì? Hiến pháp là gọi là bộ luật cao nhất trong tất cả các luật ở tại Mỹ. À, hoặc là bất kể quốc gia khác luôn thì hiến pháp là luôn luôn đứng đầu, đứng hơn tất cả các luật khác. Thì khi mà hiến pháp ra đời năm 1787 có 7 tu chính án, trong đó có 3 tu chính án đầu tiên là nói về quyền tự do của nước Mỹ. Gồm là gì các bạn? Và 4 tu chính án sau gọi là nói về quyền công bằng. Thì ba quyền tự do ở trong chuyên án đầu tiên là 1, 2, 3 nói về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo. À, rất là hay đúng không? Tu chính án thứ hai là một trong chính án rất là nổi tiếng ở nước Mỹ mà tranh cãi tới tận bây giờ luôn. Vì mình đã làm những series rất là review cho bạn rất là hay, đó là series của bạn đi qua Texas bắn súng, có nghĩa là mỗi người đều có quyền sở hữu vũ khí cho người mình để tự vệ. Thì đó là tu chính án thứ hai rất là nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc tới ngày hôm nay. Những vụ xả súng nổi tiếng ở tại Mỹ, thì nhắc tới xả súng bạn nhắc tới Mỹ đầu tiên, thì đó là chu đáng thứ hai được viết vào hiến pháp năm 1787, cách đây gần 300 năm đó. Thấy hay chưa? Tiếp theo chúng ta nói về tu chính án thứ tư, bốn chu án tiếp theo là thứ năm sáu bảy là bốn chu án tiếp theo là nói quyền công bằng, nghĩa là bạn đi ra xét xử này nọ các kiểu là bạn được quyền có hội thẩm đoàn luận tội bạn đúng sai này nọ, chứ không được áp đặt thì nó là quyền công bằng, mình bỏ qua mình không nói. Thì bảy chu án đầu thì là được thông qua bởi ông Washington này. À, thì bạn mẹ chuyện mình đi nhiều, mình đói bụng nói liên tục chóng mặt kinh khủng luôn. Bạn sáng giờ ăn cái hamburger từ lúc gọi là 7 giờ sáng, hiện tại là tầm 3 giờ chiều rồi các bạn. Đói quá thì phải nói cho ông biết về lịch sử. Thì bạn nhìn lên bức tượng của ông Washington, bạn nhìn phía trái của ông, cái mặt của ông phía trái này nó có cái hay là ông sưng má, nghĩa là ông bị đau răng các bạn ạ. À, đó giờ ông bị đau răng nên cái bức tượng mà bạn lấy tờ cái một đô ra, ông bị sưng răng, cái má ông bên này nó bị phệ xuống tại ông bị sưng răng các bạn. Thì cái răng giả ông làm bằng ngà voi, rồi ông làm bằng ngà gọi là củ hà mã này nọ, rồi bọc vàng bọc đồ này, mà ông đau răng ông sưng răng biết rồi. Nên miệng ông bị phệ bên tay trái. Là ông Washington thì ông làm tổng thống hai nhiệm kỳ, thì bạn nhớ rồi nha, năm 1789 đến năm 1797 thì ông Washington ông chết năm 1799, nghĩa là 2 năm sau khi ông hết nhiệm kỳ thì ông chết. Đúng rồi, Washington thì
quán đầu tiên rồi, mình nói sơ về Washington chứ thôi. Chúng ta sẽ đến ông thứ hai. Ông thứ hai là cái ông có cái mái tóc dài 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 lãng tử này nọ rồi, đúng không? Hồi nãy mình nói cho ông đại diện cho gì? Dân chủ. Ok, ông tên là gọi là Thomas Jefferson. Thì ông này là một trong những ông rất rất là nổi tiếng luôn. Thì nhiều khi bạn không có biết, mình biết tới Washington thôi. Nhưng mà thật sự ổng là người, là cái gì bạn? Ổng là người lập ra đảng Dân Chủ. Bạn biết ngày nay ở Mỹ có hai đảng đó, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Thì ông Thomas Jefferson này, ổng là lập ra đảng Dân Chủ. Ổng làm tổng thống Mỹ, đây là tổng thống thứ ba của nước Mỹ nhân mạng từ năm 1801 cho đến năm 1809. Thì đây là tổng thống thứ ba của nước Mỹ. Và ổng có một đặc biệt mà rất rất là nổi tiếng tới bây giờ luôn, là bạn biết đó là ổng là người viết ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Đây là một bản tuyên ngôn độc lập mà phải nói là cực kỳ nổi tiếng, nổi tiếng tới tận ngày nay luôn. Thì trong bản tuyên ngôn này nó nói lên những cái quyền mà thật sự là bạn đã nghe rất là nhiều lần rồi. Mình nhắc lại bạn nhớ nha, mỗi người sinh ra đều có quyền gọi là gì? Gọi là bình đẳng. Tạo hóa đã ban cho họ cái quyền gọi là gì? Quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì bạn nghe quen chưa? Đây là lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đó, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì Bác Hồ đã trích ra một phần nhỏ trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Và sau này tất cả các nước thuộc địa khác như ở bên phía châu Âu, Bắc Mỹ hay là phía Nam Mỹ, họ đều dựa theo bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ này, do chính ông Jefferson này viết các bạn. Ông viết từ năm 1776. Thì bạn biết nước Mỹ mừng gọi là ngày Independence Day, gọi là ngày độc lập, là ngày 2 tháng ngày 4 tháng 7 năm 1776 là bản tuyên ngôn độc lập được công bố. Thì ngày 4 tháng 7 cũng là ngày độc lập của nước Mỹ. Đó, bạn nhớ nha. Thì ông thứ hai đó, ông rất là quan trọng, ông viết bản tuyên ngôn độc lập. Ông đầu tiên là thông qua hiến pháp năm 1787, nhớ nha, Washington, hiến pháp năm 1787. Ông thứ hai là ông viết ra bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Thì ông là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Thì nhiều bạn sẽ hỏi thắc mắc là ông tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là ông tên gì. Thì ông tên là gọi là John Adams. Thì ông John Adams cũng là một trong những ba người những người mà thành lập nước Mỹ lần đầu tiên luôn. Ông là tổng thống thứ hai. Thì một điều đặc biệt của ông tổng thống thứ hai, ông tổng thứ ba á, là ông Adams, John Adams với ông Jefferson này là đều gọi là chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nghĩa là 50 năm sau khi ông tuyên bố bản gọi là tuyên ngôn độc lập thì ông chết các bạn ạ. Thì ông tổng thống thứ hai là ông Adams cũng chết chung luôn. Thì hai ông chết chung một lần, ông thứ hai, thứ ba là chết chung một lần. Thì ông Jefferson này ông có một vị trí rất là quan trọng là như vậy các bạn. thì tiếp theo chúng ta nói về ông thứ hai rồi. Chúng ta sẽ nhìn tới ông thứ ba. Ông thứ ba rất nhiều bạn sẽ không có biết. Ông nãy mình nói cho bạn, ông tên là Theodore Roosevelt. Thì ở tại nước Mỹ này có hai ông Roosevelt. Một ông Roosevelt cực kỳ nổi tiếng đó là ông Franklin Roosevelt, là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ làm tới 4 nhiệm kỳ, nghĩa là 3 nhiệm kỳ là làm chính thức, còn nhiệm kỳ thứ tư là ông chết. Thì ông là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ làm tới 4 nhiệm kỳ, đó là ông Franklin Roosevelt. Nhưng mà tại sao ông không được khắc trên cái núi Rushmore này các bạn? Tại vì ông là người đang khởi công xây dựng này, từ ông làm tổng thống từ 1933 các bạn, tới năm 1945 là kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai á, là ông là Franklin Roosevelt, là ông đang khởi công xây dựng cái công trình núi này nè. Thì nên cái ông thứ ba á, ông tên là Theodore Roosevelt. Thì đây là vị tổng thống gọi là đầu tiên của Hoa Kỳ nhận giải Nobel hòa bình. Thì ông làm tổng thống từ năm 1901 đến năm 1909. Thì tại sao ông nhận giải Nobel? Mình các bạn nghĩ là ông có công gọi là kết thúc cuộc chiến tranh Nga Nhật. Chiến tranh Nga Nhật các bạn. Thì Nga Nhật á, suốt ngày nó cứ giành mấy hòn đảo mà ở phía bắc của quần đảo của thằng Nhật các bạn ạ. Nên suốt ngày nó cứ đánh nhau hoài. Thì ông Roosevelt ông có công làm cho hòa bình, thì ông nhận giải Nobel hòa bình. Và thứ hai nữa là ông gọi là ban bố các đạo luật về gọi là bảo vệ thiên nhiên, rồi lập cái vùng quốc gia này nào của nước Mỹ. Nên bạn thấy bây giờ bạn đi về đường Mỹ, mấy con trâu, con ngựa, con đồ nó nhảy ra đường chạy này nọ nọ, không ai săn bắn hết. Thì cái đạo luật đó từ xưa là ông ông Theodore Roosevelt này là ông ban bố. Là cái đó hay là gì? Thứ hai nữa, tới đây xíu mình, bà mẹ đó bụng mới phải nói cho ông nghe. Thì ông phải nói cho ông thứ ba nữa, ông cái râu râu đó, ông nằm trên giữa đó. Thì bạn biết á, thì từ năm 1870, mình đang giảng lịch sử nha bạn, nên bạn cố gắng nghe một chút đó về lịch sử nước Mỹ. Từ năm 1870 thì nước Mỹ nền kinh tế gọi là đứng thứ tư thế giới về công nghiệp. Sau năm 1870 thì nước Mỹ tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì nước Mỹ gọi là
đứng đầu nền kinh tế của thế giới từ năm 1870 trở đi nha bạn, là nước Mỹ đã đứng đầu thế giới rồi. Thì sinh ra cái gì bạn, khi kinh tế đứng đầu thì sinh ra những gọi là những cái tập đoàn lớn, những công ty gọi là công ty vua. Thì bạn biết ở tại Nhật Bản gọi là các Daibatsu làm lũng đoạn thị trường, thì gồm như Toyota rồi Sony rồi Hitachi gì đó. Bên Hàn Quốc thì có các Chaebol giống như là Samsung rồi LG này nọ, đó là gọi là Chaebol. Thì bên Mỹ là đi đầu tiên phong, nó gọi là các vua. Chúng ta có nghe rất là vua dầu mỏ Rockefeller đúng không, vua dầu nhỏ Rockefeller, vua thép Morgan, hoặc là vua ô tô là ai các bạn, Ford. Bạn nghe cái dòng bán tải Ford cho bạn thì là vua ô tô. Thì họ sinh ra tập hợp hết tất cả của cải tài sản cho những công ty vua đó. Thì ông thứ ba này, ông tên là gọi là Theodore Roosevelt này, ông ban ra những cái đạo luật gọi là chống độc quyền, chống những công ty vua các bạn à. Họ ban đó đều ra chia đều tư liệu sản xuất ra cho các thành phần khác. Thì ông có công gọi là phá những cái công ty gọi là độc quyền đó. À, tiếp theo má mệt quá thì phải gọi cho thích ông nghe. Tiếp theo là cái ông cuối cùng Lincoln. Abraham Lincoln này ông này phải có nhiều vấn đề để nói cho ông các bạn nghe đó nè. Thì mình đói bụng quá thì phải nghĩ xíu, mình nói là không cắt video cho bạn nghe luôn nha các bạn. Nên là mình chuyên về lịch sử văn hóa địa lý mà các bạn, gọi là thầy lịch sử rồi các bạn à. Nói là không cần quan tâm tới sách vở gì luôn á. Thì ông Abraham Lincoln này là ông làm tổng thống từ năm 1861 đến năm 1865 nha các bạn. Thì bạn biết á, ông gắn liền cả cái cuộc đời tổng thống của ông là gắn liền với cuộc nội chiến Mỹ. À, khi nói về Abraham Lincoln chúng ta sẽ nói về cuộc nội chiến Mỹ. Thì nên chúng ta tiếp tục nói về cuộc nội chiến Mỹ trước, sau đó nói về Lincoln sau. Thì khi mà Lincoln thắng cử năm 1861 thì cuộc nội chiến Mỹ nổ ra các bạn. Cuộc nội chiến Mỹ nổ ra từ năm 1861 đến kết thúc đến năm 1865 luôn. Nghĩa là bằng đúng cái nhiệm kỳ của ông Lincoln luôn. Nên tư tưởng với ông Lincoln vậy, nói gì cho dễ hiểu nha các bạn. 4 năm ông làm tổng thống thì 4 năm lại nội chiến. À. Thì tại sao nội chiến Mỹ nổ ra? Nội chiến Mỹ là gì? À, và nội chiến Mỹ có ảnh hưởng như thế nào với dân Mỹ? À, hay ông cái chủ đề nghe được không bạn? Thì chúng ta sẽ gọi là nói tiếp tục. Bạn nhìn qua dân Mỹ bên này bạn thấy không? Ở đây Mỹ hồi tối hôm qua cũng rất là nhiều. Wow. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cuộc nội chiến Mỹ cho nhiều bạn biết. À, nhiều ông rành sửa tàu sửa đầu các kiểu lắm, nhưng chắc nhiều khi mấy ông qua bên Mỹ cũng không rành về cuộc nội chiến Mỹ này lắm. Thì mình giải thích cho bạn hiểu luôn. Thì từ năm 1850, chúng ta nói về quay ngược về 1850, thì khi đó bạn biết à, mẹ cái thằng quỷ này nó cứ đứng nó thổi cái tù và lên nhức đầu thiệt luôn á. Ý nó là cái tiếng còi của độc lập đó bạn. À, ok. Mình sẽ dừng cái mình nói tiếp nha bạn. Má cày ông bạn. Thì tại vì mình làm video này là không cắt, để cho bạn biết lịch sử, nên mình phải chờ cái thằng quỷ này nó im. Rồi, ổng im rồi đó. Mà ok, tiếp tục về nội chiến Mỹ. Ok. Thì từ năm 1850 thì bạn biết á, nước Mỹ có phân ra, cũng như ở Việt Nam mình cũng có Bắc Trung Nam này nọ bạn. Thì nó phân theo địa lý thôi, Đông Tây Nam Bắc thì các bạn hiểu không. Thì bên miền Bắc của nước Mỹ, chúng ta nên nhớ là miền Bắc của nước Mỹ năm 1850 là họ hướng theo là gọi là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gọi là sản xuất theo hướng công nghiệp. Ở miền Nam rất là hay là miền Nam họ theo hướng gọi là công nghiệp, gọi là công nghiệp theo kiểu là đồn điền thủ công đó. Thì nói cho bạn dễ hiểu vậy nè, miền Bắc nó không có nô lệ. Miền Bắc đó là tại vì nó đi theo gọi là, bạn biết nước Mỹ là có theo chế độ gọi là nô lệ rất là nổi tiếng đúng không? Chúng ta nói về nô lệ da đen rất là nổi tiếng đúng không? Thì khi năm 1850 ở miền Bắc đó, là những cái công ty xí nghiệp ở những cái bang của miền Bắc là họ không có chế độ gọi là chiếm hữu nô lệ nữa, mà họ sản xuất theo kiểu công nghiệp, giống như bạn hiểu vậy nè. Bạn vô nhà máy ở Bình Dương, Đồng Nai này nó có nhà máy thì bạn làm công nhân vô, bạn làm dây chuyền sản xuất theo vậy, hiểu không? Đó là nó vậy, miền Bắc nó theo hướng đó nên nó không sử dụng gọi là nô lệ nữa. Thì miền Nam nó vẫn tiếp tục chế độ gọi chiếm hữu nô lệ, nghĩa là nó cho nô lệ da đen là đi ra đồng điền nó làm bông đồ, làm nông nghiệp á, thì nó dùng mấy tủ da đen nô lệ để gọi là sản xuất, phục vụ cho họ sản xuất, gọi là sản xuất đồng điền đó bạn. Thì nó sinh ra gọi là cái mâu thuẫn giữa hai miền Nam Bắc. Có nghĩa là sao các bạn?
miền Bắc họ làm công nghiệp, họ sản xuất ra mấy cây, mình nói ví dụ cho bạn hiểu nha, họ bắt sẽ sản xuất ra mấy cây thì họ bán xuống miền Nam không có được, tại vì miền Nam nó có nô lệ rất là đông, nghĩa là nó coi nô lệ như mấy con trâu con bò các bạn, là đi cày giùm rồi thì nó không cần máy móc, tại nô lệ rẻ các bạn, mua một lần là xài luôn mà đâu có tốn tiền vận hành, tốn xăng tốn dầu đâu, mua mấy cày miền Bắc làm gì, bạn hiểu không? Ta dùng nô lệ xuống hơn, bét 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 rồi ra nó làm chết mẹ luôn, tốn tiền nuôi cơm nó thôi đó. Thì sinh ra mâu thuẫn, nghĩa là miền Bắc sản xuất mấy cày, miền Nam không tiêu thụ, miền Nam vẫn xài chế độ nô lệ đó. Thì sao bạn, miền Bắc nóng à, nóng mặt kêu chứ bà mẹ chế độ nô lệ này nó làm sao, nó làm cho mình cản trở quá trình gọi là công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tại miền Bắc theo công nghiệp hóa, ở miền Nam mà suốt ngày siêu đồn điền, suốt ngày mình cái lùa nô lệ ra đồng rồi cày cấy rồi xong rồi mình lùa vô, biết khi nào mới phát triển đồng đều cả nước được đó. Nó sinh ra mâu thuẫn đó, sinh ra mâu thuẫn giữa hai miền. Tiếp theo các bạn, tiếp theo là mâu thuẫn đẩy lên tốc độ khi mà bạn biết nước Mỹ có hai bờ đông tây đúng không, Nam Bắc rồi, ta nói về đông tây thì cái bờ tây mình đã review cho bạn rất là nhiều nửa năm nay rồi, đó là gì, California là bờ tây, cái bờ tây của nước Mỹ thì bạn biết khi nước Mỹ mà thành lập họ đa số chỗ ở phía miền đông đông bắc thôi các bạn, là phía hướng New York, Washington đó, Virginia đó. Thì cái họ nghĩ là hai miền Nam Bắc đó, họ nghĩ là cái miền Tây của California này nọ, những cái bang bên phía Tây á, là những vùng dự trữ để gọi là khi nào mình hết tài nguyên thiên nhiên thì qua bên miền Tây mình khai thác. Các bạn hiểu vấn đề không? Là giống như là qua đó đào vàng, qua đó làm này làm nọ, là dầu mỏ khi đốt rồi đó là ở phía bên miền Tây. Thì cái này lịch sử nó rất là dài nên mình sẽ bỏ qua cái phần mà họ nói nhiều về đi khai thác tìm vàng về phía miền Tây nha các bạn. Đó. Thì nó sinh ra gọi là mâu thuẫn, nghĩa là giành đất đai ở bên phía bên miền Tây. Thì bạn biết không, khi ông Lincoln ông lên trên làm thắng cử năm tổng thống năm 1861 là làm tổng thống, thì ông theo miền Bắc các bạn, ông Lincoln là ông theo miền Bắc, nghĩa là ông theo chế độ gọi là sản xuất tư bản chủ nghĩa, nghĩa là ông muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Tại sao ông muốn xóa bỏ chế độ nô lệ các bạn, cái này mới hay nè, có phải là ông muốn gọi là tốt cho người da đen không các bạn? Thật sự là nó không phải nha các bạn. Bạn biết không, ổng theo chế độ tư bản chủ nghĩa là họ ổng cần một lượng lớn công nhân để vô nhà máy xí nghiệp để làm. Thì chế độ chiếm hữu nô lệ đó là họ giữ hết tất cả nô lệ luôn. Họ không mất cái nguồn nhân công lao động rẻ dồi dào. Nên ổng bên phía miền Bắc là muốn xóa bỏ chế độ nô lệ để dùng những người nô lệ da đen đó là những người công nhân để vô nhà máy xí nghiệp để làm. Các bạn hiểu không? Đó. Nên khi ổng lên làm tổng thống là ổng làm tổng thống là tổng thống thứ bao nhiêu mà tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ nha các bạn, thì ổng lên là ổng muốn là xóa bỏ chế độ nô lệ. Các bạn hiểu không? Nghĩa là miền Nam nghĩa là tự nhiên tao đang ở nhà tao có một đống con trâu luôn, một đống trâu bò luôn. Bạn hiểu miền Nam nó có tới gần 4 triệu nô lệ, là tương đương với người ta nghĩ là 14 triệu con trâu con bò để đi cày, các bạn hiểu vấn đề không? Mà lên xóa bỏ nghĩa là thả tự do cho tụi nó. Đó, thì là bạn bị mất gọi là công cụ sản xuất. Bạn đâu có chịu. Tụi miền Nam mới nghĩ là nó sẽ gọi là độc lập, nó mới tách ra, nó tách ra khỏi liên bang của Hoa Kỳ, nó tách ra chính phủ lâm thời miền Nam luôn, nó có tổng thống riêng luôn nha các bạn. Nó không có chịu theo chế độ của ông Lincoln trên này, nó không chịu theo chế độ của ông tổng thống là Lincoln ở miền Bắc đó. Thì bắt đầu gọi là phát súng nổ ra, rồi ông lên nhậm chức xong rồi tội miền Nam nổ súng bắn vào miền Bắc, rồi miền Bắc lại quýnh xuống miền Nam, gọi là nội chiến. Thì trong cuộc nội chiến này bạn biết tư quan lực lượng cho bạn dễ hiểu là miền Bắc nó gấp đôi lần miền Nam. Ví dụ miền Bắc nó có 20 triệu người thì miền Nam nó chỉ có 10 triệu người thôi. Và một thứ hai nữa là chênh lệch rất là lớn, nghĩa là miền Bắc nó theo gọi là chế độ gì các bạn, tư bản chủ nghĩa, nên nó sản xuất được gọi là súng ống đạn dược rất là nhiều. Nó chiếm hơn gọi là 97% súng ống đạn dược của nước Mỹ luôn. Còn miền Nam nó theo gọi là đồn điền thì nó đâu có nhiều súng ống đâu bạn, nó có 3% súng ống thôi. Thì nó đánh đâu lại của tụi miền Bắc đâu bạn, thì miền Bắc đánh xuống thì sao bạn? Đánh xuống thì rõ ràng ông là miền Bắc giành chiến thắng, kết thúc là miền Bắc gọi là chiến thắng. Và chế độ nô lệ của da đen là được gọi là bãi bỏ. Bây giờ chúng ta nói về chế độ da đen bãi bỏ nè, rất hay nữa các bạn. Đó. Thì hồi nãy mình nói cho bạn biết á là ông Lincoln ông không phải là gọi là lúc đầu là ông muốn gọi là chế là muốn tốt cho người da đen đâu các bạn. Ông muốn rồi những lực lượng da đen đó là lực lượng công nhân nòng cốt để làm trong xí nghiệp công nghiệp. Nên khi chiến tranh nội chiến nổ ra năm 1961, nhưng mà phải tới năm 1963 ông mới công bố gọi là bản gọi là rất là nổi tiếng, tới bây giờ luôn làm nên ổng gọi là một trong những gọi là vĩ nhân của nước Mỹ, là một trong những tổng thống luôn luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.
trong tất cả các bảng xếp hạng là đứng 1, 2, 3 là ổng luôn luôn đứng đầu là Lincoln, xong tiếp hai là Washington, là thứ ba là ông Roosevelt là làm 4 nhiệm kỳ các bạn, thì luôn luôn ông Lincoln này ổng luôn luôn đứng đầu. Thì tại sao đứng đầu các bạn? Ổng có một cái bảng rất là nổi tiếng năm 1963 ổng công bố đó, gọi là bảng tuyên bố gọi là thẻ tự do, độc lập, thẻ tự do cho nô lệ da đen đó, chính thức xóa bỏ chế độ nô lệ tại nước Mỹ kéo dài cả trăm năm đó. Thì đó, bản đó là rất là nổi tiếng, nó có trong một tu chính án thứ 13 của nước Mỹ, rất là nổi tiếng, nó là tu chính án thứ 13 nằm trong hiến pháp của nước Mỹ các bạn đó, là gọi là chế độ, gọi là bỏ chế độ nó nô lệ. Thì có trong hiến pháp luôn, thì ông rất là nổi tiếng là như vậy. Sau đó ông bị ám sát năm 1865, là ông đi coi hát với vợ ông trong nhà hát, thì ông bị ám sát chết. Sau khi ông đang tại nhiệm mà ông ám sát, thì ông thành gọi là cha già, gọi là ông gọi là vị anh hùng dân tộc. Rất là nổi tiếng các bạn đúng không? Thì đó là tại sao khi trong cái cuộc bình chọn những tổng thống mà gọi là vĩ đại thứ nhất Hoa Kỳ, là ông luôn luôn đứng đầu, tại vì ông có công đối với người da trắng là gì các bạn? Ông có công hàn gắn nước Mỹ không bị chia rẽ Nam Bắc, nghĩa là vẫn độc lập một thành một liên bang. Đối với người da đen, người ta coi ổng là gì các bạn? Là người giải phóng chế độ tự do cho họ, họ thoát khỏi chế độ nô lệ. Nghĩa là khi mà bầu thì ổng được 2 phiếu luôn từ người da trắng, gọi là làm đất nước không bị chia rẽ Nam Bắc, là làm gọi là tự do lại. Còn tụi da đen thì nó được thẻ tự do các bạn, nên được 2 phiếu luôn 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 là. Thứ hai đó, mình nói tại sao năm 61, nãy mình nói lúc đầu á, là 61 đánh chiến tranh, năm 63 mới gọi là tuyên bố tự do cho da đen, tại lúc đó là chiến tranh đang khốc liệt. Thì ổng mới dùng, ổng là bạn biết rồi, ông Abraham Lincoln là ổng có tài hùng biện rất là giỏi. Thì ổng mới đưa cái bản gọi là thẻ tự do cho da đen ra á, để ổng tận dụng cái người da đen nhiều các bạn, lúc đó phải khoảng hơn gần 200 người da đen, là 200.000 người da đen được tự do. Theo lá cờ của miền Bắc là gì? Đi xuống miền Nam giải cứu những người anh em thiện lành, là những người da đen chung với mình đó, đang làm nô lệ với miền Nam các bạn. Thì ông Lincoln nói là các anh em hãy xuống miền Nam giải phóng những người anh em thiện lành của mày đi. Ông ấy dạng hùng hổ, ngày xưa đang làm nô lệ xong rồi được tự do, rồi cầm súng ống đạn dục băng xuống miền Nam quýnh chết mẹ mấy thằng da trắng, giải phóng mấy người da đen ra, những người anh em thiện lành được tự do đó các bạn. Thì đó là cái chiến thuật của ông là Abraham Lincoln, nghĩa là ông muốn dùng người da đen để đánh người da trắng, rồi dùng chế độ gọi là ngọn cờ khởi nghĩa chính đạo, là thẻ tự do cho người da đen để gọi là giành phần thắng. Nhưng mà thật sự là ông muốn cái lực lượng công nhân da đen đó đi vô đi nhà máy xí nghiệp để làm giàu cho nước Mỹ, và ông không muốn sự bình đẳng dành cho người da trắng và người da đen đó. Mình nói cho bạn biết về ông gọi là Lincoln đó, là chạy, nói chung là cuộc đời của ông là trải qua trong gọi là cuộc nội chiến Mỹ này, nhiều ông giờ biết rồi đúng không, biết nội chiến Mỹ rồi đúng không, nghĩa là một bên là sản xuất máy cày, dễ hiểu, một bên sản xuất máy cày, một bên dùng da đen làm trâu, rồi thằng bán máy cày cho thằng da đen, thằng dưới thì nó không xài, tại vì nó xài trâu rẻ hơn. Mâu thuẫn sản xuất xảy ra, mâu thuẫn lợi ích xảy ra, rồi đập nhau vậy thôi, chứ không phải là muốn thả cho da đen họ tự do đâu, vậy cho dễ hiểu, ok chưa? Thì mình đã nói sơ qua lịch sử của gọi là bốn ông đó rồi đó, gọi là độc lập, dân chủ, yêu chuộng thiên nhiên, hòa bình, nó bên hòa bình, ông cuối cùng là tự do, xóa bỏ chế độ nô lệ, thì bốn ông đó được xây lên. Thì nó đại diện cho 130 năm thành lập, hình thành, phát triển của nước Mỹ, tại cái này nó xây từ năm 1927 đến là nó tính là 130 năm, bạn nghe không, từ năm tổng thống từ về sau thì nó không có tính vô. Thì càng về hướng mà về bờ đông nước Mỹ, mình sẽ review cho bạn nhiều hơn về lịch sử nước Mỹ, bạn nghe có nhiều thứ hay ho, nhiều khi bạn không có biết. Mình sẽ review từ từ, khi mình tham quan những địa điểm từ từ mình sẽ nói về lịch sử văn hóa cho bạn nghe, tại vì thật sự là bờ đông nó mới chứa lịch sử nước Mỹ rất là nhiều. Cũng giống như là bạn ở Việt Nam thì bạn biết là phúc ở phía miền Bắc là thành hoàng thành Thăng Long, Hà Nội này nọ, rồi cố đô Ninh Bình, rồi Huế này nọ, thì mới có lịch sử nhiều. Tại mấy cái vua thời ngày xưa, cách đây cả ngàn năm, là thời nhà Lý, nhà Trần là ở ngoài phía Bắc, phía miền Trung. Còn ở phía miền Nam, giống như bạn coi vùng Sài Gòn hay là vùng ở dưới Cà Mau, thì không có lịch sử nhiều bằng phía miền Bắc là như vậy. Thì cũng vậy, nước Mỹ khi họ khám phá, họ xây dựng này nọ, họ làm, thì họ làm phía mạng đông nhiều hơn là mạng phía Tây. Mạng phía Tây là vùng đất mới, họ đi khai hoang khai đồ. Thì mình ít về lịch sử hơn là mình sẽ không nói nhiều. Thì bắt đầu từ series này mình đi, thì gặp cái gì đó hay ho ở nước Mỹ thì mình sẽ review cho bạn xem. Bạn nào muốn review gì đó hay ho ở Mỹ thì nhớ comment ở dưới, mình sẽ đáp ứng cho các bạn, và mình sẽ nói thêm nhiều thông tin cho các bạn nghe. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống thang máy chỗ này cho bạn coi ở dưới này nó có cái gì. Chỗ này nó gọi là giống như một cái bảo tàng này nọ, ngày xưa nó xây dựng ở trên này các bạn.
đó, sửa xây dựng lúa nốt bò cho đó. Giờ mình đi xuống xe máy vô đây. Chỗ nào? Mơ. Rồi. Noted. Famous. Đây là không gian triển lãm. Là phải đeo khẩu trang vô anh. Để vậy. Sao? Chỗ này có rạp chiếu phim nói về việc xây dựng cái núi Rushmore. Chỗ này là có cái rạp nha các bạn. Đó. À, tầng dưới này triển lãm mấy động thực vật. Đó, trong này nhìn ra đây vẫn cái núi này không? Đây. Đây là mấy cái dụng cụ mà ngày xưa người ta dùng để đi uống, đi làm đào, công nhân ta làm nữa các bạn. Đó. Đây cái bộ đồ công nhân đi đào hầm, đào hào. Này là ở triển lãm In the Black Hill. Đi qua đây các bạn. Ngày xưa tao làm đây liệu người ta đu dây rồi tao làm một tượng đó bạn. Ở đây các bạn. Đây là mấy bộ đồ công nhân nè. Ngày xưa mà đội mũ đồ đồ để đi làm cái tượng núi Rushmore. Đó. Phòng triển lãm is Sherby Hills. Chỗ này họ miêu tả lại ngày xưa là đi sao nè, đục tượng là đu lên chỗ ông ở Washington nè, làm theo thứ tự các bạn thấy không, đục mắt mũi. Rồi đu người nhỏ xíu nhăn sẵn cái mũi người như vậy thôi nha các bạn. Đó, từ năm đây tiếp theo là từ năm 1940-41 nè. Cái công trình này bạn nhìn là được xây dựng bởi hơn 400 công nhân, làm từ năm 1927-41. Đó, 400 công nhân nha các bạn. Đó. Tiếp đây. Rồi các bạn. À. Đó, bạn nhìn thấy tượng bốn ông á được làm bằng đá granite nha các bạn. Xây bằng đá granite. Đi xuống đây. Đó. Nguyên khán đài luôn. À. Mình đã đi tới cái điểm kết thúc các bạn, cái này không cho vô nữa rồi, nó làm hành rào rồi. Đây, đứng dưới này nhìn lên mấy ông các bạn. Đây là thực sự là nó có cái đường, nó có đường để bên đèn leo lên cái núi đó các bạn. Đây là mình đứng gần lắm luôn rồi nè. Mình đi tới đây xíu nè mình. Nó có cái đường. Đó, nhìn lên bốn ông thấy chưa? Washington, Jefferson, tiếp theo là Roosevelt, Abraham Lincoln. À. Thì mình nói theo thứ tự là xây dựng tượng của mấy ông này cho bạn biết là tượng nó xây lúc nào chứ. Thì đầu tiên là họ xây cái tượng ông Washington đầu tiên nha. Sau đó họ xây cái tượng ông thứ hai là ông Jefferson. Sau đó ông xây cái tượng Lincoln, Abraham Lincoln. Sau đó cái ông mà thứ ba là ông xây cuối cùng nha các bạn. Đó, theo thứ tự là như vậy á. Ở dưới này họ làm sân khấu rồi chắc họ trình diễn gì đó. Này là cái kiểu trong này. Ở trên này là người ta coi ở trên đó, thấy không? Là đứng ta ngó. Ở đây là cái gì đây? Ở đây là gì mình? Khán đài hả? Chắc ở trình diễn vậy nè. Hết à? Ồ, hướng bên này vẫn nhìn được nè. Đó, mình quay bạn coi nè. Ok bạn, hiện tại mình đang đứng trong chỗ mua quà tặng nữa bạn. Quà tặng trong chỗ núi Rushmore. À. Đây. Mình đang ở tiểu bang gọi là Dakota đó bạn. À.
quán nó tự khách à. Chế lại nhìn đâu giống Washington rồi đây nọ lập nến rồi. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang giờ là khách sạn của mình, hiện tại là tầm là 10 giờ đêm đó các bạn. Bà mẹ cái giờ bên này là nó cách giờ bên Cali là 2 tiếng, là bên Cali ví dụ đang 8 giờ đúng không, thì bên này là 10 giờ. Thì tại mình đang đi xuyên Mỹ, đi từ bờ Tây sang bờ Đông, nên nó sẽ đi xuyên qua rất là nhiều kinh tuyến, thì cứ sang qua nhiều kinh tuyến thì nó sẽ đổi múi giờ. Thì hiện tại đang cách 2 tiếng. Thì giờ khách sạn của mình, thì đây là phòng khách sạn của mình ở tại tiểu bang Dakota, California. Lộn nhầm, Dakota, Dakota ở tại núi Sosmo. Nó lộn. Thì cái phòng ở nói chung cũng ok. Phòng up review sơ sơ xíu cho mấy ông xem thử sao, này cũng có cái tủ lạnh. Đây, mở ra lạnh thấy không. Cũng có trà xanh không độ bạn thấy không. Có trà xanh không độ Việt Nam luôn. Mấy tủ lạnh này ghê thì có Coca Cola, bà cụm, nước lọc. Thì đang đóng này là cái nước này là của mình bỏ vô nha các bạn. Cái chỗ lộn chơi này không có đâu, mấy ông ở đâu mà trà xanh không độ ở Việt Nam đây. Tôi đi nắng nóng với sa mạc quá phải uống trà xanh không độ. Thì bên này phòng này có cái xin. Thì phòng này khá rẻ tiền các bạn, ở rẻ tiền nhưng mà cái tiểu bang này nó nghèo, nó cái phòng này là dạng là sang xịn mịn rồi. Có mấy xếp tóc rồi này nọ rồi, ý khách sạn 5 sao nhìn vui lắm. Khăn giấy để đây. Hướng bên này thì bạn có cái phòng nhà vệ sinh, giấy chùi đít, căn tắm, căn đồ mình vô đây nè, mình các bạn vô đây nhìn vô chỗ này cái là có cái cũng có bồn tắm đầy đủ. Ôi phòng này nhìn vậy cho mà nó xịn hơn khách sạn 4 sao luôn các bạn, mà trong khi cái phòng này nó có mấy chục đô à, hình như là có hàng trần, có hàng trăm đô chứ, tới 100 đô nữa các bạn. Đó là phòng như vậy. Thật sự là mình review cho sơ thật sự bạn coi xíu thôi, chứ thật ra là nhiều ông tôi post hình lên trên Facebook, rồi tôi post video lên là kho bút tốt nghiệp, rồi post hình để nhận bằng. Mấy ông không tin, mấy kêu kho ăn chơi không mà họ nhận bằng tốt nghiệp gì. Chứ khi nào post sao kê lên thì mấy ông tin, bây giờ đang có cái trend gọi là trend sao kê, sao phải post sao kê lên mấy ông mới tin là tôi tốt nghiệp bằng B1 tiếng Anh. Mà bây giờ họ đang đi review núi Rushmore, rồi văn hóa Mỹ, lịch sử Mỹ. Thì giờ khách sạn này phải review cho mấy ông xem thử là cái bản sao kê, phải có sao kê mấy ông mới chịu. Đây, giờ lật ra, cái này tôi post lên trên Facebook cho mấy ông xem rồi đúng không. Academic Portfolio, nghĩa là cái bản gọi là tổng hợp điểm của tôi này nọ, là cái bà học thuật của tôi. Giờ cho mấy ông xem thử là trong này nó có cái gì. Academic Portfolio International Language Campus. À, đi học. Ok chưa. Rồi, giờ mở ra cho mấy ông xem thử có gì. Ok, giờ khui ra cho mấy ông coi thử trong này nó có gì nha. Đây, khui ra đây cho mấy ông xem. Thấy chưa, course reboss student AD Nguyễn Anh Khoa chấp nhận chưa. Tôi đi vô học là từ tháng 4 nè, học level and level là B1 2 1.2, hoàn thành là 81.4%, tổng điểm của tôi là A trừ, ghê chưa. Đã học tại Santa Barbara từ ngày 12 tháng 4 2021 tới ngày 11 tháng 6 2021. Nhận chưa? Đó, trước khi coi đó cho mấy ông xem cứ thử cái này là cái gì nè. Đây. Thấy gì chưa? Language Year Abroad Diploma, bằng chứng nhận học là tiếng Anh ở tại nước ngoài du học, gọi là du học tiếng Anh bằng tốt nghiệp. Chấp nhận chưa? Dịch tiếng Anh gì ok chưa? Đây, tiếp theo chúng ta đào sâu hơn. Chúng ta phải đào sâu về quần chúng mới thấy hiểu hết cái sự sâu xa của nó. Thì mình đây là class nè, mình học là từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 6. Thì mình trải qua là gồm có bằng ở lớp A2.2. Thì trước khi mình review cái bảng điểm này, mình phải giới thiệu cho bạn cái bậc học của mình là nó theo hệ là ABC, chứ không phải là bạn học theo kiểu TOEIC hoặc là IELTS. Là IELTS là nghĩa là bạn có điểm ví dụ như là 8.0 hoặc là 9.0. là 4 kỹ năng là speaking, writing, listening and gì mình quên rồi. Đọc nhanh quá rồi. Listening, speaking, writing and reading. Rồi ok. Là 4 kỹ năng thì mình học cũng bằng theo kiểu là ABC cũng là 4 kỹ năng luôn, như nãy mình nói luôn. Thì nó chia ra các bậc, ví dụ như mình bằng A đúng không? Thì là vỡ lòng thì có gồm có A là gồm có A1, rồi A2, A2 là A2.1, A2.2, sau đó mình lên A2.3.
hoặc là sau bạn lên thầm bạn là B thì B1.1 rồi B1.2 xong rồi bạn lên C rồi C1.1 C1.2 rồi lên C2 C2.1 C2.2 mà kết thúc. Thì đó, thì nói cho bạn biết cái bậc học của mình là như vậy. Thì đây cho bạn coi, thì lúc mình thi vô á là mình vô được cái lớp gọi là lớp C, nhưng mà mình không thích học lớp C, mình chuyển vào cái lớp A2.2 là lớp elementary của English A2.2. Nghĩa là cái chỗ này á là mình học giống như là mình học những nít học gì bên Mỹ, nó học sai là mình học y chang vậy. Mình thích gì á, tại là nó tập gọi là pronunciation spelling, nó đọc là ABC các kiểu, là mình học y chang vậy các bạn. Đó, là nhiều khi mình nó hiểu bỡ ngỡ sao khoa anh khoa qua đây học kiểu như là học từ đầu luôn, nghĩa là đọc phát hầm phát âm các tiểu luôn, nghĩa mình muốn lại mình đi du học là muốn học lại từ đầu đến cuối, chứ không phải nhảy vô để học grammar làm gì các bạn. Tại vì ở Việt Nam học rất là nhiều rồi, và biệt danh của mình ở trong lớp á là bà cô trên Facebook bạn là chưa có hình đó, thì bà nói bà đặt biệt danh cho mình gọi là grammar man, nghĩa là mình là chùm grammar ở trong lớp luôn, và gọi là man là không thằng nào qua được mình hết. Từ châu Âu, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, rồi Nhật, rồi Mexico, Ecuador, rồi xong rồi Brazil, các kiểu là mình là số 1 về gọi là grammar, gọi đặt tên là grammar man. Nhưng trong lớp đứa nào mà ngu grammar về trai á thì nó thì tới nó hỏi mình thì mình chỉ đó cho bạn biết là grammar của mình là cỡ nào. Tại vì mình học, mình làm lập trình bao nhiêu năm rồi thì thật sự là cái ngữ pháp đối với mình là bỏ túi, hiểu các bạn không, bị bỏ túi không. Nên bạn nên chú ý là tiếng Anh nó có 4 kỹ năng, thì nó chia ra làm 2 trường phái gọi là listening and gọi là speaking, writing and gọi là reading. Thì không phải là bạn giỏi về grammar nghĩa là bạn nói được đâu bạn, nghĩa là cái kỹ năng gọi là speaking nó khác nhau. Nghĩa là giống như bạn tiếng Việt bạn rất là rành đúng không, thật sự là tiếng Việt bạn rất là rành, bạn nói rất là hay, các kiểu bạn biết rất là nhiều từ, nhưng mà khi bạn gặp người lạ nhiều khi bạn không nói được luôn. Nhiều khi trong cái cuộc hội họp của tiệc người ta kêu bạn lên phát biểu, bạn lên bạn đứng giải đọc hôm nay tôi nhiều khi bạn không biết nói gì luôn, bạn đơ luôn, bạn hiểu không? vấn đề của nó nghĩa là về giao tiếp, nghĩa là bạn học viết là một chuyện nhưng bạn biểu đạt ngôn ngữ ra là một chuyện, nó rất là khác nhau. Chứ không thì ai cũng làm MC Trấn Thành được rồi bạn, hoặc ngôn rồi giỏi nói chuyện ầm ầm, thì bạn hiểu vấn đề không? Bạn giỏi thì bạn không phải bạn biết tiếng Việt nghĩa là bạn là MC được, bạn có thể làm bộc lộ nói nhanh hơn được, bạn thuyết trình giỏi hơn được, bạn làm cái nghề sale nghề mới tin được. Có nhiều người họ làm kỹ thuật là ầm lù lì, bạn hiểu không? Đụng tay cục xúc là người ta đấm thôi chứ ta nói có được. Bạn hiểu không? Nhiều khi người ta nói người ta ức chế, người ta dùng nắm đấm á, thì đó là mình giải thích cho bạn hiểu là có nghĩa là không phải là bạn giỏi ra mờ nghĩa là bạn nói speaking được. Cũng vậy tiếng Anh nó cũng y chang vậy á, bạn làm ra mờ bạn làm cái kiểu, nhưng mà khi bạn gặp cái vấn đề gì đó thì bạn muốn nói mà từ vẫn ở nhà bạn nói, bạn nghĩ như là gió mà gặp người ta mà nói cạc vậy các bạn, bạn không có được cái gọi cái phản xạ tự nhiên như người native, thì bạn còn phải học cái đó. Thì mình qua đây chú ý là mình muốn học speaking and listening. Thì đây cho bạn coi bảng điểm, bây giờ lặp lại bảng điểm tiếp. Thì là 2.2. Thì mình học là 3 tuần, thì điểm của mình là điểm A. Thì bên Mỹ thì nó tính không có tính theo điểm 7, 8, 9, 10 mà tính A, B, C nha các bạn. Thì mình điểm A là đạt 100%. Xong tới A2.3 thì mình đạt học 4 tuần thì điểm A trừ 100%. Tới mình học bắt đầu tới pronunciation này, bạn thấy không? B2, B1 thì mình học đây thì là mình học 7 tuần pronunciation, học tới 7 tuần luôn, 2 tháng là A 79%. Attendance nghĩa là mình hiện diện á, nghĩa là mình không học đủ buổi á, đi review với bạn xem rồi các kiểu á là attendance nha, không có xuất hiện, gọi là điểm danh á. Thì bắt đầu mấy cái tham gia cái mẹ gì tùm lum tà la thì mình không tham gia, mình cái này là mình đang gọi là đi review với mấy ông coi rồi mấy thứ ở Đức Mỹ, nên tôi không tham gia cái vụ mà đi làm mấy chuyện mà đi đụm rác ngoài biển rồi đi làm cái này nọ là mình không tham gia nha các bạn. Đó dạng ví dụ vậy. Rồi tiếp theo chúng ta tới tiếp theo là bắt đầu là từ ngày 21/6/2021 tới ngày 3/9. Ngày 3/9 là bữa mình tốt nghiệp đó các bạn, là 2021. Thì là mình kết thúc là mình học B1.1 thì là intermediate, là gọi là trung cấp á. Là bắt đầu vô là bắt đầu tập trung học nè, là bắt đầu là 6 tuần thì bắt đầu giảm xuống. Còn B cộng đi học thì có 80% thôi, A thì học đầy đủ, còn B là học có 80%. Đó thì bạn dễ hiểu. Tiếp theo đây là B1.2 thì mình học là B1.2 là bạn thấy không, thì học 5 tuần là được B, giảm tiếp xuất hiện được 87%, quá dữ. Thì vocabulary and pronunciation của mình là học 9 tuần, là đây người ta gọi là học trên Zoom á, học trên app Zoom các bạn, thì mình học được điểm A trừ 94%.
À, mày thì đăng nhập vô lên Zoom thôi, học mập online. Rồi A2.2 cũng buộc vocabulary luôn. Vì đây nè, nó học 11 tầng A gì đây. Rồi A2B1 English through role play. Con mẹ gì đây, mình không biết, mà học 2 tuần C cộng. Tại vì mình không học xuất hiện nè bạn, cái điểm này nè nó. Thì mình review cho bạn coi là cái bảng điểm này, cho bạn coi là tại sao cái điểm của mình ABC nó lại khác nhau về cái attendance, gọi là cái attendance này là như vậy. Nghĩa là cái hiện diện của mình ở bên Mỹ nó không giống như Việt Nam mình, là nó quan tâm là tới thi cuối kỳ rồi thi kiểm tra 15 phút, 1 tiết rồi thi cuối kỳ. Các bạn hiểu không? Là sẽ cộng lại rồi chia ra điểm, là bạn được điểm cao, điểm thấp là tùy thuộc vào điểm thi của bạn. Nhưng mà bên Mỹ này nó khác. Có nghĩa là ví dụ như 100% điểm của bạn đó, thì nó sẽ chia ra như nào, ví dụ như là điểm kiểm tra bạn 15%, rồi điểm bạn gọi là làm bài tập về nhà 15%, rồi bạn làm cái trả lời mấy câu hỏi quiz trên lớp á, thì bạn được thêm 10% gì đó. Nói chung tổng hết điểm của bạn đâu đó có 5%, mà còn cái điểm bạn điểm danh mà xuất hiện ra ở tại Mỹ á, nó quan trọng lắm, nó chiếm 5% điểm luôn. Có nghĩa là cho dù bạn làm kiểm tra, làm đầy đủ hết tất cả các thứ luôn, bạn chỉ có 5 điểm thôi, bạn phải đi học mới được 5 điểm nữa các bạn đó. Nó quan trọng nó lắm. Nên thằng Quân Minh ở này cũng vậy nè. À, nó cũng gọi là phải đi học nó đầy đủ thì nó mới được điểm A rồi điểm B, đúng không Minh? Còn mà nó cứ làm kiểm tra rồi không là lúc nào nó cũng điểm thấp và điểm C mà, đúng không? Đó là các bạn, nó quan trọng lắm. Bên Mỹ là nó quan trọng là thực hành, phải đi học, chứ không phải là lên đi làm mẹo là kệ mẹ học sao cũng được hết, xong tới khi làm kiểm tra làm theo đề theo tủ để được điểm cao các bạn. Thì kỹ năng nghe nói đọc viết hoặc là kỹ năng listening speaking là phải đi học, hiện diện attendance là phải xuất hiện. Nhưng mà bạn thấy không, cái điểm mình thực sự là mình, bạn hay nói mình là đi review du lịch hoài, không có đi học đi đồ mà sao được tốt nghiệp, thì bạn coi rồi đó, thì mình chiếm tới 80% điểm luôn. Nghĩa là 10 buổi mình nghỉ có 2 buổi hoặc là nghỉ 1 buổi rưỡi thôi đó, nên điểm của mình cũng rất là cao là như vậy. Có nhiều khi đi chơi nhiều thì 6-7% hiện diện thì nó thành điểm C, chứ không phải là do mình làm điểm thấp đâu các bạn, là do không đi học đầy đủ. Nhưng mà thật sự là mình đi học rất xuyên, mà 10 buổi nghỉ có 1 buổi rưỡi à, là 80-85% đó, là tôi mới tốt nghiệp, ông kêu tôi đi mua bằng. Thật sự cái bằng này thì trẻ ráng bao nhiêu tôi mua cũng được mà có gì đâu. Tôi không thích, mình phải đi học, học thiệt các bạn đó, tôi tập trung học rất là kỹ các bạn. Nói chung là mệt quá, đi review chủ yếu là review chủ yếu núi rớt mò cho mấy ông xem, nói về lịch sử Mỹ, văn hóa Mỹ, rồi đi về đây ngủ nghỉ một xíu, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình xuyên qua phía New York. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa, mình còn điều thứ hai chẳng hơi lần sau đó. Thì bạn muốn review gì nọ hay ho trên con đường mình đi thì nhớ comment ở dưới gửi cho mình, nhiều khi mình cũng không biết hết những cái địa điểm đó thì comment cho mình thấy hay, nghĩa là review cho bạn xem luôn. Thì hiện tại bên New York đang mưa lũ lụt các kiểu, đang dọn cứu hộ tùm lum, thì mình cũng không có nôn đi qua đó. Thì mình được 2 tuần nghỉ hè để tiếp tục vô mình học, gọi là học lên B2, học lên B2 xong rồi mình học lên tới C1, C2 rồi các bạn. Thì mình còn tới nửa năm nữa để mình học, mà mình học 1 năm bên Mỹ luôn bạn đó. Má mệt quá đó, tôi đi học á, giờ đang cái chen gọi là sao kê sao kiết vậy, sao đưa cái bằng tốt nghiệp mình chụp hình cô giáo trên Facebook mấy ông cũng không tin. Phải có sao kê đó, mấy ông đòi sao kê là có sao kê nhanh lắm bạn, sao kê rẹt rẹt lại là người thiệt việc thiệt, đúng không bạn? Nào là chẳng lẽ giờ tôi lên tôi nói với mấy ông là tôi cho mấy ông 2 ngày á, mấy ông phải chứng minh là cái này là tôi mua bằng đi, nếu ông mà không chứng minh tôi mua bằng là tôi kiện mấy ông á nha. Thầy tôi nói mấy ông vậy tôi bưa mẹ cái sao kê ra vậy cho xong rồi, đúng không? Nhanh không, đúng không anh? Chắc lẽ giờ tôi lên tôi hơn thua mấy ông là tôi thách đó, mấy ông là chứng minh tôi mua bằng nè. Cái ông có dám tôi nói tôi nằm mơ thấy tôi mua bằng không? Là ông phải nói khẳng định là mấy ông là kêu là tôi mua bằng đây, tôi mới kiện ông được chó. Dạng gì? Mà thôi tôi đưa mẹ sao kê cho nhanh đi, kết thúc cuộc tình đau khổ này. Đúng không anh? Đó, dạng gì đó. Thôi được rồi, kết thúc nhớ đăng ký kênh.